đây là đường đẳng đẳng tắp nè, là đi trái. Đường 2 tháng 4 ra tiếp là chợ Bình Hải. Đường Bắc Sơn đường Bắc Sơn, đi ra đường Phạm Nhân Đạo, Phạm Nhân Đạo. Vậy là 9 giờ sáng ngày 1 1 1 2, không nhớ nữa, tháng 5 2020 ở tại đường Phạm Nhân Đồng Bình Dương Nhân, góc đường Phạm Nhân Đồng và Bắc Sơn. Revencia xe đường Củ Chi,
Sky Cà Phê là phía trước đó. Là Sky Cà Phê nè. Chợ Vĩnh Hải nè.
Ba La, Dương Hiến Quyền. Dương Hiến Quyền. Đường Điện Biên Phủ, chợ Điện Biên Phủ. Điện Biên Phủ với Phạm Nhân Đạo. Dương Hiến Quyền. Và là
đường Dương Hiến Quyền này,